kính chào quý khán giả của Thời báo TV. Bản tin ngày 10 tháng 2 gồm các tin chính sau đây. Bắc Hàn không tiếp đặt phái viên Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ phá âm mưu không tặc trên máy bay đến Sochi. Iran và AIEA đạt thỏa thuận nguyên tử. Và Thụy Sĩ trấn an châu Âu sau cuộc trưng cầu dân ý chống nhập cư. Kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Bắc Hàn không tiếp đặt phái viên Hoa Kỳ. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu căng thẳng trở lại khi Bình Nhưỡng hôm 10 tháng 2 quyết định hủy chuyến đi của một đặc phái viên Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ trong thông cáo tỏ ý rất thất vọng về quyết định của Bắc Hàn rút lại lời mời đại sứ Robert King tới Bình Nhưỡng để thảo luận việc trả tự do cho ông Kenneth B, công dân Mỹ gốc Triều Tiên, bị Bình Nhưỡng bắt giữ vào tháng 11 năm 2012. Ông Robert King từ năm 2009 đã là đặc phái viên của Mỹ về vấn đề nhân quyền tại Bắc Hàn. Đây là lần thứ hai chuyến đi của ông King bị Bình Nhưỡng hủy bỏ vào phút chót. Cũng liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm thứ Năm tuần này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến công du đến ba nước châu Á là Nam Hàn, Trung Quốc và Indonesia. Tại Seoul, điểm đến đầu tiên, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định lại mối liên minh Nam Hàn-Hoa Kỳ và chắc chắn sẽ có những thông điệp gửi đến Bắc Hàn. Cùng ngày 10 tháng 2, Nam Hàn và Mỹ đã chính thức tuyên bố cuộc thao diễn quân sự chung thường niên bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2014. Đây cũng là thời điểm dự kiến diễn ra cuộc gặp gỡ giữa những người thân của các gia đình Triều Tiên bị ly tán do chiến tranh. Bình Nhưỡng đã lên án cuộc tập trận này là đợt tập dượt cho một cuộc xâm lăng miền Bắc. Thổ Nhĩ Kỳ phá âm mưu không tặc trên máy bay đến Sochi. Theo AFP, dẫn nguồn từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7 tháng 2, chiếc Boeing 737-800 của hãng Pegasus Airlines Thổ Nhĩ Kỳ với khoảng 110 người đang trên đường bay từ Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ thì bị một hành khách Ukraine đe dọa và đòi phi hành đoàn chuyển hướng bay đến Sochi. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ nghi phạm đã giơ một vật mà y nói rằng thiết bị kích nổ và cố tìm cách vào phòng lái. Phi hành đoàn đã nhanh chóng phát tín hiệu báo động không tặc. Hai chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã cất cánh ngay sau đó để áp giải chiếc Boeing đáp xuống sân bay Sabiha Gökçen tại thành phố Istanbul. Ngay lập tức, lực lượng biệt kích chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đã bao vây máy bay. Sự việc xảy ra trùng với thời điểm diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông. An ninh tại Sochi đã được siết chặt vì những cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố. Mỹ đã cấm mang các chất lỏng và gel trong hành lý xách tay trên các chuyến bay đến Nga. Lệnh cấm được đưa ra theo sau cảnh báo các phần tử khủng bố có thể nhồi thuốc nổ vào ống kem đánh răng. Theo đài ABC Mỹ, dẫn một nguồn tin tình báo, các cơ quan an ninh Nga đang lần theo một âm mưu đánh bom máy bay trong thời điểm diễn ra Thế vận hội. Iran và AIEA đạt thỏa thuận nguyên tử. Sau 2 ngày đàm phán tại Tehran hôm 9 tháng 2, Iran và Cơ quan Nguyên tử Năng quốc tế IAEA đã đạt thỏa thuận hợp tác về 7 điểm cụ thể trong lĩnh vực nguyên tử và các biện pháp này sẽ được áp dụng từ nay đến 15 tháng 5 năm 2014. Trong số 7 điểm thỏa thuận hợp tác có việc các thanh tra của IAEA sẽ tới quan sát khu mỏ Uranium Sajan và nhà máy Ardekan ở phía nam Iran. Ngược lại, thỏa thuận này không đề cập tới việc thanh tra cơ sở quân sự Parjin ở ngoại ô Tehran mà IAEA đã đưa ra yêu cầu từ năm 2012. Thỏa thuận mới đây cho thấy chính quyền Tehran chấp nhận và tiếp tục hợp tác với IAEA để làm sáng tỏ chương trình nguyên tử của Iran. Ngày 18 tháng 2 tới, các cuộc đàm phán giữa Iran với nhóm cường quốc 5+1 sẽ được nối lại tại Vienna, Áo, nhằm tìm kiếm một thỏa thuận cuối cùng cho phép giải quyết vấn đề về hạt nhân Iran và xóa bỏ các trừng phạt kinh tế nhằm vào nước này. Một vấn đề khác là lò phản ứng nước nặng ở Iraq hiện đang được xây dựng và lò này sản xuất được plutonium, về mặt lý thuyết có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử. Về hai hồ sơ này, lập trường các bên còn xa cách nhau, nhưng chính quyền Tehran cho biết quyết tâm giải quyết để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Thụy Sĩ trấn an châu Âu sau cuộc trưng cầu dân ý chống nhập cư. Tại Thụy Sĩ, trong cuộc trưng cầu dân ý do đảng Dân Túy, cánh hữu khởi xướng và được tổ chức vào ngày 9 tháng 2, phe chống nhập cư ồ ạt và thu được 50,3% phiếu thuận. Tuy chỉ giành được đa số xích sao, nhưng tỷ lệ này đủ để chấm dứt áp dụng hiệp định
tự do đi lại của các công dân châu Âu mà Thụy Sĩ đã ký với Liên hiệp châu Âu. Đây là thắng lợi của phe dân tộc chủ nghĩa, nhưng kết quả cuộc trưng cầu dân ý sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực cho Thụy Sĩ. Liên hiệp châu Âu báo trước là sẽ xem xét lại toàn bộ các hiệp định song phương đã ký. Do vậy, Bern phải tìm cách trấn an Brussels. Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter ngay hôm 10 tháng 2 đã lên đường đến thủ đô một số nước thành viên quan trọng của Liên hiệp châu Âu, mở đầu Berlin nhằm cố gắng làm dịu sự khó chịu của các đối tác châu Âu. Trên thực tế, những thay đổi về chính sách nhập cư sẽ không xảy ra ngay lập tức. Ngoại kiều làm việc và sinh sống tại Thụy Sĩ, cũng như cư dân sống ở vùng biên giới, hàng ngày sang Thụy Sĩ làm việc sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ có những trường hợp lao động nhập cư mới sẽ được hạn chế trong tương lai. Biểu tình phản đối chính phủ Bosnia, hơn 150 người bị thương. Trên 150 người bị thương ở Bosnia vào ngày 7 tháng 2 sau khi những người biểu tình ập vào các văn phòng chính phủ và đụng độ với cảnh sát chống bạo động. Những người biểu tình giận dữ đề nghị chính phủ giải tán và cho rằng chính phủ Bosnia không thể giải quyết tình trạng kinh tế ngày càng đi xuống với tỷ lệ thất nghiệp lên đến 44%. Trong ngày 7 tháng 2, ngày thứ ba liên tiếp của các cuộc biểu tình, những người biểu tình đã đốt phá các tòa nhà chính phủ, bao gồm cả dinh tổng thống, ở thủ đô Sarajevo và thành phố Tuzla của Bosnia. Ngoài ra, còn có hàng loạt những cuộc biểu tình rầm rộ tại 20 thành phố và thị trấn ở khắp Bosnia. Theo AFP, Bosnia là một trong những nước nghèo nhất ở châu Âu, với mức lương trung bình khoảng 420 euro một người một tháng, tương đương với 570 Mỹ Kim một người một tháng. Vừa rồi là bản tin ngày 10 tháng 2. Thiên Hà xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin kỳ tới.